đây là bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Tôi là Việt Cường, người sẽ cùng đồng hành với quý vị trong chương trình tối nay với những nội dung đáng chú ý sau đây. Kim ngạch xuất khẩu 10 tỷ đô la Mỹ, mục tiêu mới của ngành tôm Việt Nam được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chính thức xác định. Trước 2025, chúng ta phải đạt kim ngạch xuất khẩu ngành tôm là 10 tỷ đô la Mỹ. Phỏng vấn Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn về công tác chuẩn bị của Việt Nam cho năm APEC 2017. Hội Xuân Yên Tử 2017 được khai mạc long trọng với nhiều hoạt động truyền thống. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 6 tháng 2, Hội nghị phát triển ngành tôm Việt Nam đã diễn ra tại tỉnh Cà Mau dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị toàn quốc về phát triển ngành tôm để doanh nghiệp hiến kế và tham mưu xây dựng ngành kinh tế và công nghiệp tôm của Việt Nam nhằm sớm đưa kim ngạch xuất khẩu sản phẩm tôm của Việt Nam lên gấp 3 lần so với hiện nay. Đây là công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm trước khi chủ trì hội nghị phát triển ngành tôm Việt Nam. Mặc dù là doanh nghiệp hàng đầu về xuất khẩu tôm của Việt Nam, thế nhưng tại hội nghị, chủ tịch công ty Minh Phú vẫn cho rằng kinh nghiệm và kiến thức của mình đã sai hết sau khi ông nghiên cứu ngành nuôi tôm của Ecuador. Tất cả kiến thức của 35 năm đều sai hết. Tại sao vậy? Tại vì Ecuador, tôi sang thấy Ecuador họ nuôi tôm ở mật độ thấp, vừa với sức tải môi trường. Tức là họ nuôi mật độ từ 10 con đến 50 con một mét vuông. Ecuador chỉ có 170.000 hecta, nhưng mà sản lượng tôm của họ bằng với Việt Nam 700.000 hecta. Hiện mỗi năm, Việt Nam đang phải nhập khẩu khoảng 90% giống tôm trắng chân trắng bố mẹ, trong khi tôm sú bố mẹ chủ yếu vẫn phải thu gom từ tự nhiên. Cho nên các doanh nghiệp đề nghị phải có gói tín dụng hỗ trợ ngành tôm để chủ động được về con giống và thức ăn nuôi tôm, cũng như phát triển mạnh nghề nuôi tôm trên cát ứng dụng công nghệ cao. Các quy hoạch này bị cản trở là các quy hoạch du lịch và quy hoạch khoáng sản titan. Mà Việt Nam thì bờ biển tôi thấy chỗ nào có titan, dẫn đến để một cái diện tích bỏ hoang không phát triển. Không biết nhà nước có cơ chế quản lý chính sách thế nào mà các nhà máy sản xuất thức ăn, các nhà cung cấp thức ăn luôn bán cho người nuôi tôm với giá cao nhất thế giới, làm cho người nuôi tôm luôn chịu một chi phí sản xuất rất là cao. Cùng với mục tiêu về giá trị xuất khẩu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đặt ra mục tiêu đưa đồng bằng sông Cửu Long trở thành thủ phủ của ngành công nghiệp tôm và Việt Nam phải trở thành công xưởng tôm của thế giới. Trước 2025, chúng ta phải đạt kim ngạch xuất khẩu ngành tôm là 10 tỷ đô la Mỹ. Ngành tôm Việt Nam phấn đấu đạt khoảng 10% GDP quốc gia. Thủ tướng đưa ra một số định hướng phát triển cho ngành tôm, trong đó việc đầu tiên là phải quy hoạch lại các vùng nuôi tôm nhằm không để nông dân nuôi tôm tự phát, manh mún và để có điều kiện xây dựng hệ thống thủy lợi, cung cấp điện và bảo vệ vùng sinh thái để người nuôi tôm thành công lớn hơn 30%. Để ngành tôm đạt được mục tiêu 10 tỷ đô la kim ngạch xuất khẩu sau 6 năm nữa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong quý 1 này phải trình kế hoạch hành động quốc gia về tôm để sớm hình thành ngành công nghiệp tôm cũng như định hướng về quy hoạch, mở rộng hạn điền và mô hình doanh nghiệp xã hội trong nuôi tôm. Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao tìm nguồn vốn, kể cả ODA và bố trí vốn đầu tư cho các vùng tôm trọng điểm. Thủ tướng cũng quyết định bổ sung mặt hàng tôm giống vào danh mục kê khai giá. Còn Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại có cơ chế cho người nuôi tôm vay ưu đãi, vay không thế chấp hoặc thế chấp bằng ao, đầm nuôi tôm. Từ những định hướng cụ thể và những chiến lược rõ ràng, thì mục tiêu mà ngành tôm đặt ra đang được kỳ vọng sẽ sớm hiện thực hóa. Tuy nhiên, mới đây khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, thì thị trường xuất khẩu lớn nhất của con tôm Việt Nam là Mỹ chắc chắn sẽ còn lắm khó khăn và thách thức. Điều này đòi hỏi không chỉ con tôm mà còn rất nhiều những mặt hàng khác của Việt Nam. Để xuất sang thị trường rộng lớn bên kia bờ Thái Bình Dương thì cần phải có một sự thích ứng, điều chỉnh tốc độ tăng trưởng, cắt giảm các khoản đầu tư cho TPP, thậm chí tính đến chuyện chuyển sang các thị trường tiềm năng khác là những phản ứng đầu tiên của các doanh nghiệp Việt Nam trước những chính sách bảo hộ thương mại của Mỹ. TPP chỉ là một điều kiện thuận lợi hơn để tốc độ tăng trưởng cao hơn, chứ nó không có nghĩa rằng là ta mất đi một cái gì đó làm cho chúng ta thiệt thòi
chúng ta đi vào suy giảm. Khi cái hiệp định TPP không được thông qua và có những cái trục trặc như đợt vừa rồi thì các khách hàng người ta cũng có chưa có những cái cam kết rõ ràng. Chính vì vậy là hai cái dự án trong năm 2016 của Tổng Công ty Mây 10 chúng tôi dự kiến là mở rộng thì cũng chưa được thực hiện. Khi mà cái cánh cửa vào thị trường Mỹ nó bị khép lại như thế thì các doanh nghiệp xuất khẩu thì sẽ phải cạnh tranh không liệt hơn. Nếu như cái hiệp định mà TPP được ký kết thì chúng tôi kỳ vọng một cái con số tăng trưởng là tương đối cao, là từ 25-30%. Tuy nhiên thì bây giờ không thông qua trong cái năm 2017 này, Tổng Công ty Mây 10 chúng tôi cũng đang đặt cái mục tiêu tăng trưởng là khoảng từ 7-12%. Thì chúng tôi cũng phải đưa ra một cái kế hoạch dài hạn để thâm nhập vào các cái thị trường nước ngoài, cụ thể là các cái thị trường trong khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi đầu tư xây dựng nhà máy, đầu tư thị trường, rồi đầu tư các cái cơ sở vật chất có tính dài hạn hơn. Từ cái việc mà cái thị trường Mỹ về dài hạn nó bị ảnh hưởng như thế, để bù đắp các cái phần mà Kangaroo đã xuất khẩu vào thị trường Mỹ trong thời gian qua. Qua những ý kiến vừa rồi, có thể thấy các doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động và sẵn sàng tâm lý đối đầu với những thách thức mới đặt ra từ kinh tế thế giới, cũng như dự báo về tốc độ tăng trưởng của đơn vị mình. Chính từ sự chuẩn bị chu đáo này nên cũng không bất ngờ khi mà mới đây khối nghiên cứu của ngân hàng HSBC vừa có báo cáo triển vọng kinh tế Việt Nam tháng 2 năm 2017, trong đó dự báo GDP quý 1 của Việt Nam tăng trưởng 6,3% và lạm phát là 5%. Theo dự báo của HSBC thì tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2017 lần lượt là quý 1 đạt 6,3%, quý 2 đạt 6,4%, quý 3 đạt 6,7% và quý 4 đạt 6,8%. Các chuyên gia của HSBC cho rằng ngành sản xuất vẫn là yếu tố quan trọng đưa Việt Nam đạt được tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ khi tiếp tục giành thị phần toàn cầu ở một số mặt hàng trọng điểm, phản ánh phần nào sự hội nhập của nền kinh tế trong nước vào chuỗi cung ứng khu vực của các công ty đa quốc gia. Khi nói đến sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia thì không thể bỏ qua sự gia tăng về năng suất lao động. Năng suất lao động được đánh giá là yếu tố quan trọng để quyết định sức cạnh tranh của doanh nghiệp và của cả nền kinh tế. Theo Tổng cục Thống kê, Việt Nam cần tới 57 năm để có thể bắt kịp năng suất lao động của Singapore vào năm 2015 với mức tăng trung bình hiện nay. Vậy thì làm thế nào để Việt Nam có thể cải thiện chỉ số này? Mời các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Năng suất lao động xã hội của toàn nền kinh tế năm 2016 theo giá hiện hành ước tính đạt gần 3.900 đô la Mỹ trên một lao động. Theo Tổng cục Thống kê, tính theo giá so sánh năm 2010, năng suất lao động toàn nền kinh tế năm 2016 ước tính tăng 5,31% so với năm 2015. Năng suất lao động của Việt Nam được tính bằng công thức GDP chia cho tổng số người đang làm việc bình quân. Trong 20 năm gần đây, năng suất lao động của Việt Nam đã tăng trung bình là 4,3% mỗi năm. Đây là mức cao nhất trong số các quốc gia ASEAN. Kết quả là Việt Nam đã thu hẹp khoảng cách tương đối với các nền kinh tế phát triển hơn trong ASEAN. Tuy nhiên, năng suất lao động của Việt Nam còn ở mức thấp so với các nước trong khu vực. Năm 2015, năng suất lao động của Việt Nam chỉ bằng 1/5 của Malaysia, 1/3 của Thái Lan và thậm chí là 1/23 của Singapore. Một vài lý do chính là công nghệ kỹ thuật chưa hiện đại, bên cạnh hạn chế về trình độ, tay nghề lao động. Cái lao động trong khu vực nông lâm nghiệp thủy sản hiện nay của nước ta là còn rất lớn. Lao động trong khu vực này lại chủ yếu là lao động giản đơn, có tính thời vụ, việc làm không ổn định, nên giá trị gia tăng không cao, dẫn đến năng suất lao động thấp. Cái khu vực này chiếm tới 42% lao động của cả nước, nhưng chỉ tạo ra được có 16-17% GDP. Một số lượng lớn lao động tại các quốc gia đang phát triển làm việc trong nền kinh tế phi chính thức. Thu nhập thông tin thống kê về những lao động này không đơn giản. Đây là một khó khăn trong việc thống kê và hạn chế của số liệu. Để cải thiện chỉ số năng suất lao động, các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo. Chúng ta cần đào tạo cái gì? Đó là do yêu cầu của các doanh nghiệp, yêu cầu công việc nó đặt ra để chúng ta đào tạo. Chúng ta cứ có cái gì chúng ta đào tạo cái đấy, chứ không theo cái mệnh lệnh của thị trường, đặc biệt là thị trường lao động, mà không theo cái mệnh lệnh của doanh nghiệp, cái yêu cầu của phía doanh nghiệp. Việt Nam nên áp dụng các biện pháp chính sách cải tiến để thúc đẩy hơn nữa công nghệ và quá trình sáng tạo. Nhưng những sự thay đổi này sẽ cần được quản lý sát sao, đặc biệt là đối với những nhóm dễ bị tổn thương nhất như thanh niên hay phụ nữ có kỹ năng nghề thấp, những người có thể ít được hưởng lợi nhất. Theo báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2016-2017 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF,
Việt Nam xếp ở vị trí 60, giảm 4 bậc so với báo cáo năm 2015. Việc năng suất thấp ấy, nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái tốc độ tăng trưởng, tới cái giá thành sản xuất kinh doanh, cũng như là tới cái khả năng cạnh tranh thành công trên thị trường thế giới của các doanh nghiệp Việt cũng như của hàng Việt. Theo đại diện của Tổng cục Thống kê, Việt Nam cần sớm thành lập Ủy ban Năng suất Quốc gia, cũng như tiến hành xây dựng và thực hiện chiến lược quốc gia về nâng cao năng suất lao động với các mục tiêu chung cụ thể. Việc này sẽ tăng thêm sức cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như nền kinh tế trên bình diện quốc tế trong quá trình hội nhập hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, năm nay Việt Nam vinh dự đảm nhận trọng trách chủ nhà của các hoạt động Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Đây là sự kiện đối ngoại lớn nhất của Việt Nam trong năm 2017. Với chủ đề tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung, Việt Nam và các nền kinh tế thành viên APEC mong muốn tạo ra động lực mới cho hội nhập, liên kết và tăng trưởng kinh tế ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Vậy năm 2017 sẽ đặt ra những thách thức và cơ hội gì đối với APEC và cả Việt Nam trong vai trò chủ nhà? Việt Nam đang chuẩn bị những gì để đảm bảo APEC 2017 diễn ra thành công? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao và cũng đồng thời là Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017. Xin cảm ơn Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đã nhận trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình Việt Nam. Thưa Thứ trưởng, đây là lần thứ hai Việt Nam vinh dự đảm nhận trọng trách là nước chủ nhà của các hoạt động trong Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Vậy xin Thứ trưởng cho biết là năm APEC Việt Nam 2017 thì sẽ đặt ra những thách thức và cơ hội gì đối với APEC và đối với Việt Nam với vai trò là nước chủ nhà? Thì Việt Nam một lần nữa lại được tín nhiệm đảm nhận cái vai trò chủ tịch của APEC trong năm 2017. Thì chúng ta cũng là một trong số rất ít các thành viên được giao phó cái nhiệm vụ này lần thứ hai trong hơn một thập kỷ. Điều này cho thấy cái sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế dành cho chúng ta. APEC 2017 thì diễn ra trong một cái bối cảnh thế giới và khu vực đang đứng trước rất nhiều thách thức. Mà cái thách thức lớn nhất là duy trì vai trò APEC là cái cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và thịnh vượng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Với ta thì cái thuận lợi lớn nhất là cái nội lực của đất nước chúng ta đã được nâng lên đáng kể sau 30 năm đổi mới. Hiện nay ta là một trong những cái nền kinh tế đầu tàu của APEC về tăng trưởng và liên kết. Trong 8 tháng đầu năm và cả năm 2016 vừa rồi thì dù cái thương mại thế giới vẫn còn suy giảm, chỉ đạt ở mức khoảng 1,7%, thì chúng ta vẫn duy trì được cái tăng trưởng xuất khẩu ở mức 9%. Chính phủ chúng ta cũng đang quyết tâm xây dựng một cái chính phủ kiến tạo, đổi mới và đẩy mạnh cái tái cơ cấu gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Tôi tin tưởng rằng là với cái sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị thì đây là một cái bài học thành công lớn nhất mà chúng ta cần phát huy trong năm APEC 2017. Thứ trưởng có thể cho biết là công tác chuẩn bị cho năm APEC Việt Nam 2017 thì đang diễn ra như thế nào ạ? Cái APEC 2017 phải nói là một cái hoạt động đối ngoại lớn nhất của Việt Nam tổ chức từ nay đến 2020. Chúng ta cũng đã bắt đầu vào cái công tác chuẩn bị từ cách đây 3 năm. Và cái Ủy ban Quốc gia về APEC năm 2017 cũng đã được thành lập vào tháng 7 2015 do Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đứng đầu. Trên cơ sở đó thì chúng ta đã sớm hoàn tất rất nhiều công tác then chốt, từ việc lựa chọn các cái địa điểm cho tuần lễ cấp cao và các cái hoạt động chính, rồi đề xuất và các ưu tiên, rồi đầu đào tạo cái đội ngũ cán bộ để chuẩn bị cho năm APEC để đảm bảo cho diễn ra đúng tiến độ và đáp ứng được yêu cầu. Đến nay thì về công tác chuẩn bị thì về cơ bản đã hoàn tất theo đúng cái tiến độ và lộ trình mà thì chúng ta đề ra. Việt Nam có thể nói là đã sẵn sàng bước vào cái đảm nhiệm cái vai trò chủ tịch của năm APEC 2017. Vậy thì các cơ quan thông tấn báo chí có thể làm gì để đóng góp vào thành công của năm APEC Việt Nam 2017, thưa Thứ trưởng? Tôi tin tưởng rằng là trong năm 2017 này, các cơ quan thông tấn báo chí sẽ đóng vai trò cầu nối, mang APEC đến gần hơn với các địa phương, đến gần hơn với doanh nghiệp và đặc biệt là với người dân của chúng ta. Chúng tôi cũng mong muốn các cơ quan báo chí chủ động truyền tải các thông điệp lớn của APEC 2017 đến với các địa phương, các doanh nghiệp và người dân. Đối với bạn bè quốc tế thì báo chí của chúng ta cũng là nước chủ nhà thì cần góp phần giới thiệu được một cái hình ảnh của Việt Nam đổi mới, hội nhập sâu rộng. Rồi con người của Việt Nam chúng ta là thân thiện, hòa nhã, mến khách.
rồi một cái nền kinh tế của Việt Nam là tràn đầy cái tiềm năng phát triển rất năng động và rất cởi mở, sẵn sàng thu hút đầu tư của nước ngoài. Xin cảm ơn Thứ trưởng. Trong phần tiếp theo của chương trình, cấu trúc chương trình giáo dục phổ thông mới với sự xuất hiện lần đầu tiên của các môn nghệ thuật. Hiệu quả của điện lưới quốc gia với huyện nghèo Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn đang tiếp tục hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, cấu trúc của chương trình thì đã được định hình khá rõ. Vậy cấu trúc của chương trình mới có những điểm nào đáng chú ý, cũng như tính khả thi của nó đến đâu khi áp dụng vào thực tiễn? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi sau đây. Theo giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, tổng chủ biên của chương trình giáo dục phổ thông mới, khối lượng kiến thức trong toàn bộ chương trình sẽ được giảm bớt. Các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghệ thuật, thể chất được đầu tư nhiều hơn. Lần đầu tiên, các môn nghệ thuật cũng sẽ xuất hiện trong chương trình trung học phổ thông. Đây là một cái chương trình nó đảm bảo cái tính mở. Cụ thể là thứ nhất là có cái phần ta tạm gọi là phần cứng, đó là những quy định của chương trình quốc gia mà địa phương nào cũng phải thực hiện. Nhưng bên cạnh đó thì dành một cái khoảng thời gian khá lớn cho chương trình giáo dục địa phương. Trước đây mình có chương trình địa phương, có thời gian dành cho địa phương nhưng mình buông. Thì mỗi địa phương viết một kiểu và có những địa phương không có chương trình. Thì lần này là mình quy định rõ. Tham vọng của những người thiết kế chương trình thì như vậy. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu cơ sở vật chất, điều kiện dạy học ở Việt Nam hiện nay có đáp ứng được hay không? Nếu chúng ta yêu cầu phải đổi mới căn bản toàn diện, thì phải đổi mới căn bản toàn diện, thì mới mong có một cái chất lượng của một lớp người mới. Thì chỗ này thì chúng tôi nghĩ là phải trình lên trên bàn của Quốc hội, trên bàn của Chính phủ để mà tính toán chúng ta có đổi mới căn bản toàn diện không, hay là chúng ta đổi mới theo cái điều kiện chúng ta có. Chuyện này theo tôi phải nói một cách rất rõ ràng. Chúng ta không nên đặt cái câu hỏi này theo một cái chiều hướng chúng ta vẫn đang tư duy là làm được ngay. Bởi vì nó cần thiết phải thay đổi từ nhận thức đến hành động. Và như chúng ta tính toán nó sẽ thấy là cần rất nhiều cái thay đổi về cơ sở vật chất lẫn con người. Với cái điều kiện hiện nay, với đội ngũ giáo viên hiện nay thì rõ ràng là chúng ta sẽ cảm thấy rất nhiều cản trở. Bởi vì hầu hết thì giáo viên của chúng ta đang ở các nhà trường mà trong độ tuổi lao động và biên chế thì đã có kinh nghiệm mà như chúng tôi nói là đã bị cứng về chuyên môn rồi. Các bạn trẻ ra trường thì lại chưa kịp để đào tạo. Như vậy thì chúng ta cần một cái thời gian và cần những cái nỗ lực để có thể hướng những con người mà đang vận hành bộ máy giáo dục này thay đổi cái nhận thức. Còn một yếu tố quan trọng nữa ảnh hưởng đến việc triển khai chương trình mới, đó là việc thiết kế lớp học. Với những lớp học có quy mô từ 50 đến 70 học sinh ở Hà Nội hiện nay, thì thật khó để có thể thiết kế các hoạt động tương tác giữa các học sinh với nhau. Đây là những yếu tố mà Bộ Giáo dục và Đào tạo phải tính đến trong quá trình thiết kế chương trình phổ thông mới. Để thấy được tính khả thi cũng như hiệu quả của những thay đổi trong giáo dục thì chắc hẳn phải cần đến thời gian, chứ không phải một sớm một chiều. Tuy nhiên, không phải bất kỳ một sự thay đổi nào cũng cần thời gian điều chỉnh hợp lý, nhất là đối với những sự thay đổi về thiên tai khí hậu, thì sự điều chỉnh cần phải được thực hiện một cách nhanh chóng, nhất là lịch canh tác sản xuất. Mưa lũ bất thường trong những ngày đầu tháng 2 vừa qua đã làm cho hơn 3.000 hecta của lúa vụ đông xuân ở Phú Yên và Bình Định bị ngập úng nghiêm trọng, có nguy cơ bị mất trắng. Trong 2 ngày nay thì mặc dù tại Phú Yên và Bình Định trời đã có nắng, nước rút nhiều, nhưng tại tỉnh Phú Yên vẫn còn hơn 2.000 hecta lúa vụ đông xuân ngập sâu trong nước. Điều đáng nói là đợt mưa lũ bất thường này đã là lần thứ 3 trong vụ đông xuân 2016-2017, khiến hàng ngàn nông dân tỉnh Phú Yên bị mất giống và thiệt hại nặng nề. Khó khăn lớn nhất hiện nay là không còn nguồn lúa giống để gieo xạ lại. Mặt khác, lịch thời vụ đông xuân đã qua gần 2 tháng. Nếu có lúa giống làm đất gieo xạ lại thì có nguy cơ trễ tiếp vụ hè thu. Do vậy, nhiều khả năng nông dân sẽ phải bỏ hoang đất lúa trong vụ đông xuân này. Đầu năm 2015, điện lưới quốc gia đã được kéo về Ca Lăng, xã biên giới vùng cao của huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Nhờ có sự đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của nhà nước, trong đó có điện lưới, mà đời sống của bà con dân tộc Hà Nhì ở địa bàn vùng cao này đã từng bước phát triển, góp phần gìn giữ biên cương của Tổ quốc. Điện lưới quốc gia đã về đến Ca Lăng, một trong những xã vùng sâu khó khăn nhất của huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Kể từ đó, thì các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn đã có nhiều thuận lợi hơn và cuộc sống của bà con nơi đây cũng vì thế mà có nhiều khởi sắc hơn so với trước đây.
Trung tâm xã Ca Lăng ở độ cao 2.000m so với mực nước biển. Vượt qua nhiều đồi núi trùng điệp, hệ thống đường dây điện lưới quốc gia đã được kéo về tới các bản của người Hà Nhì. Từ ngày có điện, anh Phạ dùng máy xay sắt gạo, không còn phải vất vả dùng tay khởi động máy nổ như trước đây. Bây giờ có điện rồi, mình mua motor và không cần máy nổ, sử dụng dễ hơn và thuận tiện hơn. Anh em bạn bè không có máy thì mình có thể xay sát gạo giúp. Nhờ điện lưới quốc gia ổn định và rẻ hơn, người dân đã bắt đầu mua nhiều loại máy móc, thiết bị để phục vụ sản xuất đời sống. Hàng hóa thiết yếu cho cuộc sống cũng phong phú hơn trước. Giờ đây, kem và nhiều loại thực phẩm đông lạnh đã không còn xa lạ với bà con vùng cao khi được bảo quản tốt hơn. Đời sống kinh tế xã hội của người dân Hà Nhì đã phát triển hơn trước. Từ ngày có điện lưới quốc gia, bọn tôi bảo quản hàng hóa thì điện là dùng được nhiều với tủ lạnh cùng một lúc. Đấy, bảo quản hàng hóa này tốt hơn, thuận lợi hơn trước. Còn trước kia thì nổ, dùng máy nổ. Thì là dùng máy nổ 8 cho nên là cũng không dùng một lúc được 2-3 cái tủ lạnh. Chỉ dùng được luân phiên nhau. Có điện lưới quốc gia xuyên qua tại địa bàn của xã Ca Lăng thì có nhiều cái nó thuận lợi. Dân chúng tôi, người người, nhà nhà đua nhau mua một số cái trang thiết bị, ví dụ như là tủ lạnh, tivi, tủ lạnh thì để phục vụ cho cuộc sống, tivi để phục vụ cho các cái kiến thức của xã hội. Trẻ em Hà Nhì cũng hiếu học, có ánh đèn điện, các em nhỏ không còn phải học bài trong ánh đèn dầu leo lét. Chăm chỉ học bài buổi tối nên kết quả học tập của các em cũng vì thế tốt hơn. Từ ngày có điện lưới, cái sự tiến bộ của các cháu học nó khá hơn. Như năm trước thì các cháu toàn là học sinh trung bình thôi. Bắt đầu từ có điện lưới là các cháu tranh thủ học. Mấy đứa con của tôi thì ngày nào cũng đều khá. Năm nào nhà trường cũng được công nhận với bằng khen, giấy khen của nhà trường. Là đều đạt học sinh tiên tiến. Ca Lăng bây giờ không còn chìm trong đêm tối như trước. Cuộc sống đang đổi thay từng ngày nơi biên cương vùng Tây Bắc xa xôi này. Thưa quý vị, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6, Liên hoan Văn hóa Cộng viên Tây Nguyên và Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên lần thứ 4 sẽ đồng thời được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 3 sắp tới tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thông tin trên vừa được đưa ra tại buổi họp báo vào sáng ngày 6 tháng 2 tại thủ đô Hà Nội. Chuỗi sự kiện phong phú này có chủ đề hội tụ tinh hoa, phát huy bản sắc, liên kết phát triển do Ban chỉ đạo Tây Nguyên và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Mục tiêu của việc tổ chức lễ hội lần này nhằm quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột cũng như nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đặc biệt là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đây cũng là dịp để các địa phương trong khu vực Tây Nguyên giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào những dự án trên địa bàn. Cũng trong sáng ngày 6 tháng 2, lễ hội Xuân Yên Tử, một trong những lễ hội lớn nhất miền Bắc đã khai mạc tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đây là lễ hội tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp của Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Trong phần cuối của bản tin tối nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh lễ khai hội Yên Tử, cũng như tìm hiểu thêm về tư tưởng của Vua Trần Nhân Tông. Yên Tử vào xuân, phần hội mở đầu cho lễ hội Xuân Yên Tử diễn ra ngắn gọn, trang trọng nhằm tôn vinh công đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Vị vua thứ 3 của triều Trần xuất gia tu hành trên núi Yên Tử. Các nhà khoa học cho rằng, so với phương án ban đầu, đề nghị công nhận quần thể di tích và danh thắng Yên Tử là di sản văn hóa thế giới, thì phương án lập hồ sơ trình UNESCO xem xét tư tưởng Trần Nhân Tông là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại và công nhận Trần Nhân Tông là danh nhân văn hóa thế giới được đánh giá là khả thi hơn. Tư tưởng của Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã được UNESCO vinh danh thông qua hệ thống mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm trong chương trình ký ức thế giới. Đồng thời thì chúng ta cũng có thể làm một hồ sơ khác là hồ sơ văn hóa phi vật thể của nhân loại, bởi vì tư tưởng của Phật Hoàng Trần Nhân Tông là một tư tưởng lớn, thể hiện ở chỗ người đã tạo ra một cái dòng tu khác với lại Phật mà chúng ta nhập từ Ấn Độ và Trung Quốc. Yên Tử ấy, để trở thành cái giá trị như hiện nay là chính là tư tưởng Phật Hoàng Trần Nhân Tông và các bậc tiền bối tu hành của Phật giáo Việt Nam từ xưa đến nay. Cho nên Yên Tử trở thành non thiêng là chính là thiêng ở đấy. Một trong những tư tưởng nổi bật của Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông là tư tưởng trọng dân. Nhờ đó đã quy tụ ý chí và sức mạnh toàn dân chống ngoại xâm,
và đưa quốc gia Đại Việt phát triển hưng thịnh và bậc nhất trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam. Sau lễ hội này, các cơ quan chức năng sẽ cùng với ba tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương sẽ thực hiện các bước lập hồ sơ để trình UNESCO. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại nội dung chương trình ở địa chỉ trang web vtv4.vn hoặc kênh YouTube của chương trình VTV4Go. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.